Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tiểu Hắc Long Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Forever Stranded. Và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì có một câu hỏi dành cho các bạn là các bạn muốn mình phục dựng lại con tàu này hay không? Đó, cái con tàu sau lưng chúng ta đó, con tàu mà nó bị vùi trong cát, nó bị gãy hết một bên cánh, chúng ta sẽ sửa chữa để sử dụng lại. Hãy để lại câu trả lời của bạn trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Tất nhiên là mình đọc hết, không chừa cái gì đâu. Và như các bạn thấy thì bữa nay cái giọng nó cũng hơi kỳ kỳ đúng không? Nếu mà kỳ là do mấy bữa nay đang uống thuốc đó, thuốc nó nóng quá thì sao á, muốn khàn tiếng luôn vậy đó. Thiệt, cái tai thì bình thường, bác sĩ cho uống thuốc để chống dị ứng thôi. Tại vì bác sĩ cẩn thận, chống dị ứng. Và còn căn bệnh face cam thì bác sĩ đó nói là nhìn em là thấy không có thuốc chữa rồi, cho nên thôi em đừng hỏi cái đó nữa. Vì thế mình cũng không hỏi nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị trước khi chúng ta có thể ra được ngoài không gian. Mình sẽ bước qua đây. Bên này còn một chỗ để mình có thể chế tạo một vài thứ. Ví dụ như là những cái suit workstation. Cái suit này là cái gì? Và workstation để làm cái gì? Ta hãy đặt nó xuống trước đi. Và ta sẽ cần phải có space helmet. Mình sẽ làm một cái đôi giày, một cái quần đùi, một cái, và space suit chest piece, một cái. Nhưng mà chưa được, chúng ta còn thiếu steel frame. Steel fan, chứ không phải steel frame. Đây là steel fan, đó là cây quạt làm bằng thép. Bây giờ mình sẽ cần phải có thêm công thức của một thứ nữa, đó chính là MA. Đây là fuel tank. Chúng ta hãy thêm công thức vào luôn. Và để lên đây. Giờ để kiểm tra cái này một cái. Công thức này hôm bữa mình phát hiện là nó có một cái sự vô duyên. Chúng ta coi này nha. Nó xài Xnihiloomia. Không, phải xài Ordinary. Bởi vì copper của chúng ta toàn là Thermo Foundation không à. Mà nó lấy cái kiểu kia là mình sẽ không thể nào sử dụng được hết. Nó rất là bất tiện khi mà không có Ordinary. Hoặc là nó cứ sử dụng của thằng Xnihilo á, thì nó lại không đủ để có thể chế tạo được nhiều. Bây giờ fuel tank. Fuel tank đâu? Nó đây, làm 20 cái, lẻ một. Để mình có dư làm cái áo chứ. Và cái áo của chúng ta đâu? Bèn lẫy lên đây. Bây giờ bay qua bển. Chúng ta hãy bỏ cái áo vào trong này. Bỏ theo thứ tự đi. Đó. Và như các bạn thấy thì tất cả đều có 4 ô chứa đồ. Và chỗ này thì có tới 6 ô, nhưng mà nó đã chứa oxygen, O2 nè, thấy không? Nó chứa oxygen rồi. Giờ mình lấy cái tăng. Chúng ta có thể bỏ vô được không? Được, nhưng mà nằm kế bên. Còn trên này thì không được. Nó đã chiếm mất cái ô đó rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô chậm trước. Và ta sẽ cần phải chế tạo thêm một vài thứ nữa. Thì chúng ta sẽ cần phải coi. Đầu tiên là cái jetpack. Cái này là cái món mà ai cũng thích hết, đúng không? Fire chạc. Bây giờ chúng ta bay được thì cần gì jetpack? Cứ làm. Không có gì là thừa thải hết trơn hết á. Và lấy hai cái lever. Ok. Bây giờ jetpack. Nó đây. Bấm công thức. Và còn thiếu. Vậy là nó còn thiếu low pressure tank. Chúng ta sẽ cần phải làm thêm hai cái. Ê, một cái nữa thôi. Không cần hai cái đâu. Và ta cần có iron sheet. Thì cần phải có iron plate. Bây giờ mình sẽ lấy sắt. Chúng ta tự xử phần này cho nó gọn. Giờ cất vô trong này, cất vô trong này. Qua bển. Bỏ vô đây. Nó sẽ chuyển thành những tấm play. Đâu rồi? Tùm lum hết vậy. Nó qua bên đây. Đó, cứ để cho nó chạy chút xíu đi. Rồi từ từ mình sẽ giải thích mấy chuyện đó. Và có thứ gì chúng ta làm được nhanh hay không? Để coi thử coi. Ví dụ như là anti-fog visor. Cái này chúng ta cần có advanced circuit và basic lens. Basic lens này có làm công thức chưa? Và control circuit board. Advanced circuit thì cần advanced circuit play và cần công thức này. Chúng ta sẽ có cái wafer. Wafer đây. Giờ mình sẽ làm khoảng 16 cái. Mình sẽ lấy vàng. Mình lấy redstone. Và không cần cái redstone nhỏ. Cái redstone nhỏ là để làm công thức của cái bình thường. Đó, đây là advanced. Ok. Giờ qua đây. Nó đã chuyển thành những tấm plate, lấy xuống. Bỏ ngược lại. 2 được 1. 2 được 1.
Đây. Đó. Ấy, cái này là 1 được 1. Còn cái thang á, thì mới là 2 được 1. Gấp gấp quá. Bên này sao rồi? Vẫn còn đang chạy. Mọi thứ vẫn chạy là tốt. Nó cứ chạy đi rồi chúng ta dễ xử lý. Bây giờ chỗ này được 6 cái hả? 8 cái. Sao 6 cái được? Đó. Bỏ vô đây và nó sẽ chuyển thành low pressure tank 4 cái. Chúng ta đã có thể làm được jetpack. Bang. Còn thiếu steel plate thì phải. Chính xác. Steel plate bên dưới đang cần chế tạo, chờ nó lâu lắm. Nên chúng ta xử lý bên này luôn cho nó gọn. Nó lại qua cái hatch bên kia. Nó đây. Và cái này sử dụng như thế nào? Mình có thể đeo lên được hay không? Bỏ lên, không đeo được. Và từ từ. Giờ mình sẽ cần có thêm cái anti-fog visor, basic lens. Chúng ta không có cái lens đó bên dưới. Xuống dưới, basic lens. Công thức. Xong. Chắc là đặt công thức của cái giò này luôn đi ha. Chúng ta làm hết công thức luôn. Sau này khỏe. Giờ đặt vô chỗ này luôn đi. Khỏi cần suy nghĩ. Lens. Làm chừng chục cái nữa đi. Chục cái. Và công thức này sẽ cần phải có qua cái này thử. Chúng ta làm motor. Motor cấp độ 1. 20 cái stacked cho nó chế tạo. Giờ lấy cái motor đó xuống. Giờ cái chân này cũng cần có precision assembler 2x battery. Rồi, bây giờ ta sẽ có thể chế tạo được gì nữa? Vậy là ta đều phải sử dụng cái thằng precision assembler. Bây giờ bay qua bển thôi. Hết chỗ cho mấy thằng kia rồi. Giờ lấy cục này ra, lấy cục này ra. Lấy redstone. Redstone torch. Làm thêm vài chục cái nữa coi. Rồi lấy redstone dust. Redstone torch. Nó đang chế tạo gần xong rồi. Lấy xuống. Chúng ta làm từ cái chân đi. Nó sẽ cần có circuit. Circuit. Chúng ta lấy cái này. Lấy cái basic luôn. Và mình sẽ có 1, 2, 3, 4. Bỏ vô. Rồi cái chân này là 4 cái. Thì cần cái motor đó. Được 6 cái rồi kìa. Và 1, 2, 3, 4. Lấy bỏ vô. Rồi cái gì nữa? Cái circuit board. Bỏ vô. Và precision assembler. Nó đây. Nó chưa chạy. Chúng ta lấy cái này ra. Input hatch. Sao kỳ vậy? Chạy đi. Precision assembler đúng rồi. Advanced. Chết chưa? Đó là advanced circuit. Ẩu quá. Không có bình tĩnh gì hết. Nếu mà advanced thì chúng ta sẽ bỏ vô trong này. Hình như là mình coi lộn. Hồi nãy là cái này mới đúng. Advanced circuit. Chết chưa? Hèn gì không thấy nó chạy. 12 cái. Chúng ta lấy qua đây. Bỏ vô 1, 2, 3, 4. Bỏ vô. Đó. Và thiệt là khó chịu. Tự nhiên nãy giờ nói mà cứ cảm thấy cổ họng nó sốc cái hơi nóng lên. Chúng ta sẽ có được 4 cái bayonet led. Mình sẽ bỏ vào trong này. Bỏ vô. Nó bỏ bên này chứ. Cái chân đó nó sẽ bỏ ở chỗ khác nha các bạn. Cái đôi giày nó sẽ gắn cái khác. Đôi giày thì nó gắn cái hình đôi giày. Và nó cần phải có feather và leather boot. Feather 1, 2, 3, 4. Leather boot. Cái này thì chúng ta có nhiều nhưng mà không phải là đồ xịn. Mình đem bỏ hết trơn rồi. Giờ mình sẽ chế tạo thêm thôi. Bỏ vô, bỏ vô. Bỏ cái này vô. Chạy. Chắc chắn là chạy. Rồi. Và tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Ok chưa? 4 cái. Gắn vào đôi giày. Gắn vô. Qua đây kiểm tra cái coi. Bên này chứ. Lấy. Ngồi xuống đây. Mở lên tiếp. Giờ mình sẽ cần phải có cái anti-fog visor. Basic lens. Ta lấy basic lens. Cần battery. Cần một bộ battery.
ta cho nó chế tạo một cái. Và bỏ vô đây một cái với cái lens. Bỏ vô, gắn vô. Ta-da! Rồi, giờ chúng ta sẽ có hover upgrade và flight speed control upgrade. Hover upgrade trước đi. Hover upgrade thì nó sẽ cần phải có redstone và redstone torch. Ghét chưa? Để vô nó không vô trọng, bấm shift vô á. Mà nó không vô thì nó lại vô ngược trong này. Và basic circuit với lại cái control circuit. Ok, hover. Hover nghe quen không? Khi chúng ta xài jetpack nào cũng có hover ở trên đó. Để tránh trường hợp bạn rớt xuống tự do đó. Rơi tự do trong không khí là chết. Hover nó sẽ đi từ từ xuống. Rồi giờ chúng ta sẽ có flight speed control upgrade. Cần có fire jack. Hai cái. Diamond đây. Qua đây. Giờ nó còn được bao nhiêu chỗ ta? Ta hãy mở lên đây. 4 chỗ. Này là hết 2 chỗ rồi nè. Giờ mình sẽ qua bển tiếp. Để chúng ta làm thêm 2 cái upgrade. Fly speed. Giờ đủ 2 cái fire jack luôn ta. Hay thiệt. 2 cái. Và advanced circuit hả? Chính xác. 2 cái. Ta-da. Bấy xuống. Tuyệt vời. Bỏ vô upgrade. Và chỗ này là low pressure tank. Thì nó dở quá. Chúng ta sẽ xài cái loại pressure tank tốt hơn. Chúng ta coi thử coi. Chúng ta có pressure tank. Công thức này cao hơn. Cần steel. Công thức này sẽ cần có aluminum. Và công thức này cần có titanium. Tất nhiên titanium sẽ là tuyệt vời nhất. Chúng ta có cái em này rồi. Thì qua bên đây. Mình có thể gắn được bao nhiêu cái? 4 cái. Chơi luôn. 1, 2, 4 là 8 miếng này. Chúng ta cắt nhỏ ra. Rồi, 1, 2, 3, 4. Thường thì chúng ta bấm shift phải chuột, shift trái chuột. Shift trái chuột chứ, là chuyển nó vô. Mà thằng này nó lại không chuyển. Nó chỉ stuck lại với nhau thôi. Trong này đang có chứa, có cái bình bên kia đang chứa hydrogen á. Chúng ta phải lấy ra. Rồi, 8 cái. 8 cái thì... Ủa, chưa đủ 8 cái. Nó đây. 7 cái à. 8 cái. Chỗ xử lý tiếp cưng ơi. Và được một cái super. Ủa, cái này mắc dữ vậy đó hả? 2 được 1. Và sao chỉ có... À. Chúng ta làm thêm coi. Sao kỳ vậy? Nữa. Thấy chưa? Tôi ghét cái tình trạng đó lắm nha. Chạy đi. Và lấy xuống. Bây giờ nếu mà chúng ta bỏ hết toàn là oxygen cũng được. Còn không thì chúng ta cứ để 33 đi. 33. Và khoan lấy cái này ra, hydrogen. Hydrogen này chúng ta có thể lấy được ở đây cũng được, không sao cả. Còn cái này chúng ta có thể hủy được không? Không hủy được. Nó không cho mình hủy. Và 8 cái này sẽ làm vô đây. Nó có bỏ bên này không? Đâu thấy đâu. Low pressure tank. Bỏ chậm. Nó đâu rồi? Nó lấy 4 cái mà chỉ chế tạo được 1 cái. Sao kỳ vậy? Ở đây nó đề là 2 cái titanium sheet mà. À, chơi à, không vui nha. Bên này mình đâu thấy gì đâu. Có tỷ lệ không? Có tỷ lệ thành công á. Chúng ta không thấy tỷ lệ thành công. Vậy là sao? Bớt à. Có thể là như vậy. Là giải thích duy nhất. Nó có một số vấn đề. Ok. 8.000 luôn. 8.000 hydrogen. Quá dữ. Chúng ta lấy thêm hydrogen. Và bên này là oxygen. Oxygen bên đây đang nhiều lắm. Lấy bớt đi. Lấy luôn. Rồi, giờ ta sẽ gắn vào em này oxygen và hydrogen. Như vậy là mình có thể gắn thêm được một cái nữa đó. Nếu mà nó không mất thì bây giờ chúng ta đã có thể gắn thêm được rồi. Cái áo đó mặc định chúng ta sẽ... nó lại ở đây. Có vẻ như nó sẽ chậm. Cái áo này nó mặc định là chúng ta có thể để được 2 bình oxygen nha các bạn.
Và bây giờ ta nên lấy oxygen hay là hydrogen? Oxygen đi. Thực ra hydrogen nó cũng không có quan trọng gì mấy. Mình để cũng hơi nhiều rồi đó. Chúng ta bay được mà. Lấy vô đây. Lấy cái áo xuống. Không cần lấy nữa. Rảnh thiệt. Lấy cái này để vô được rồi. Đổi chỗ. Đổi chỗ. Đổi chỗ luôn. Đó. Và suit it up. Bây giờ các bạn nhìn thấy ở phía bên trái chúng ta có những cái module upgrade và chưa bay được. Chúng ta vô coi phần nút. Chúng ta sẽ coi phần Advanced Rocketry, Open Rocket QE, Jetpack. Nút gì? Ít hả? Ít có rồi. Hình như IC2 nó có cái gì đó nó ảnh hưởng tới phần nút. Chúng ta tắt mấy cái IC2 đi, bởi vì IC2 không có chế tạo gì hết trơn hết á. Wireless Crafting Terminal. Mình nhớ là IC2 nó có dướng cái gì đó. Dark Steel Armor. Rồi và chúng ta sẽ tìm một cái chữ gì đó đây. Chữ B được không? Chữ B cũng có luôn. Vậy chữ gì? Reset nó là mặc định. Chữ C là Rocket. Mình đang để chữ C là nó có cái gì vậy ta? IC2 biết mà. Tôi biết mà. Chữ này chữ XY. Còn chữ này chữ Z nha. Toggle Jetpack, ok. Vẫn chưa bay được ta. Ủa, khoan. Cái này, chúng ta có gắn cái Jetpack vô đâu mà bay. Rồi. Đó, bật cái Jetpack lên. Và khoan, để coi rớt xuống mất máu không nha. Và chúng ta có hover mà. Này chúng ta tắt jetpack. Bây giờ mình không có angel ring trong người. Chúng ta đang để nó trong này, chắc quăng vô đây luôn đi. Chúng ta sẽ bay lên thiệt cao coi. Khi mình rớt xuống, đây là khoảng gần 200 mét. Chúng ta đang rơi tự do xuống. Không mất máu. Tuyệt vời. Là nhờ chúng ta có những cái chân này nè. Bionic Ledge Upgrade. Đây là cái thằng Space Boot có được padded landing, nó giảm cái sát thương khi chúng ta té xuống. Sướng. Đã nha. Và tốc độ di chuyển khi mà chúng ta chạy nhờ vào những cái bộ phận chúng ta gắn vô thêm á, chúng ta có thể chạy rất là nhanh. Bây giờ jetpack đã có thể bay được, nhưng mà nó hơi dở. Mình phải giữ cái jetpack như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta không có sử dụng oxygen, bởi vì ở đây chúng ta thở được. Mà chưa xong, ta sẽ cần phải có thông tin về nơi này nữa chứ. Thì mình sẽ cần phải có Atmosphere Analyzer. Chắc là mình sẽ cần phải có thêm một cái nón nữa chẳng hạn. Và nó cần có cái gì? Small Battery Basic Lamp, Tin Plate, Iridium Plate, Tin Plate. Vô đây. Và bỏ vô trong này một cục pin. Rồi một cục pin. Với lại cái gì nữa? Một cái User Interface và Advanced Circuit. Ủa? Precision Assembler. Oh yeah. Fluid Input. Lấy ra, lấy ra. Cần có thêm một cái Input Head. Kích hoạt lên cái máy một lần nữa. Cho nó chạy. Chúng ta sẽ bỏ vô trỏng một lần nữa. Bởi vì nó cần tới 5 món. Thì chúng ta phải thêm chỗ. Thêm một cái input hatch nữa là được. What? Tôi đâu có làm cái món đó. À, chúng ta thiếu user interface bà con ơi. User interface 10, 20 cái, 30 cái. Nhanh lên. Đó, một cái user interface. Bỏ vô đây. Bỏ cục pin vô đây. Bỏ cái này vô đây. Đó, giờ mới chính xác nè. Và ta lấy em này xuống. Atmosphere Analyzer. Và mình sẽ cần phải đổi cái nón qua đây để chúng ta đổi một cái này đi. Đó là một cái bay. Nó sẽ giảm không cho mình bay nữa. Và chúng ta rảnh thiệt, chưa gắn cái nón vô mà thử cái gì. Đây. Giờ chúng ta có thể coi được Atmosphere Type Air at 1.0 ATM và Breathable. Yes. Nghĩa là chúng ta đang ở một cái nơi có cái mức độ không khí là một chấm, thì đó là cái đơn vị đo lường thôi. Và chúng ta có thể thở được hay không? Được.
Và để mình coi lại cái phần nút một cái. Chúng ta open Rocket GUI và Jetpack chữ C đi. Ủa chữ C dướng rồi hả? Vậy chữ Z. Reset button. Và X và Z. Còn không này là Z đi. Này X đi. Được rồi. Được rồi đó. Và tắt cái Rocket. Tắt nó. Tắt nó. Tắt cái Jetpack chứ. Tắt mở Jetpack. Như vậy chúng ta nên làm thêm một cái nữa đi ha. Thêm một cái nón nữa. Ta sẽ có hai cái nón. Và thêm một cái nón nữa đi. Cái nón này nó sẽ chứa, một là cái thông tin, hai á là ta nên lấy cái thông tin ra một cái. Cái thông tin này lấy ra, cái này chúng ta bỏ vô. Mà thật sự mấy cái này mình cũng chẳng cần nữa. Chúng ta cứ bỏ vô như vậy luôn cũng được. Hover cũng không cần đâu. Đó, chơi luôn vậy đi. Rồi, xong. Nhanh gọn lẹ. Và cái thằng titanium tank nó đang chứa cái gì vậy? Cái tank nó đâu? Titanium oxygen. Và ta có thể chạy. Chạy tốc độ cao. Đua 100 km một giờ. Hay là 100 cái chuối một giờ luôn á. Và không được bay. Bay làm gì? Cái này là chạy nha các bạn. Không phải đi bộ đâu. Đang chạy. Chạy tốc độ luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cuộc đua marathon. Cuộc marathon này sẽ diễn ra từ căn cứ cho tới Dead City. Chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá Dead City. Chúng ta sẽ mất bao nhiêu giây để đạt được tới Dead City đây. Desert Temple đầu tiên. Tiếp tục. Chúng ta sẽ chạy tới Dead City. Và tới rồi. Tới chỗ Dead City luôn. Hay thiệt. Và để sẵn ở đây thì mình đặt tên lại. Hay là Dead City hả? Thôi kêu là Abandoned City đi. Abandoned City. Cái màu nó nâu nâu một chút đi. Đó, save nó lại một cái. Đi tham quan chơi cái coi. Abandoned City. Ao ao ao. Giáp này có bị hư hay không? Có độ bền nha. Như vậy phải về cường hóa. Nếu không là hư nát bấy bộ giáp luôn á. Nó cho mình có hai giáp à. Ghê lắm. Và chúng ta đang chạy rất là dữ dội. Thành phố này bự ghê chứ. Chỗ đó con gá sao? Chỗ đó là Cave Spider hả? Chúng ta có khá là nhiều cái smeltery ha. Và đây là cuối thành phố. Mở lên coi thử coi. Wow. Wow. Và chỗ đó mình đi khám phá mà. Bự dữ ta. Mình đã quay trở về nhà an toàn. Và chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm một thứ nữa rất là thú vị. Mang tên là Viaduct của Thermodynamics. Nó sẽ dịch chuyển người chơi. Whoosh. Là như thế nào? Ta sẽ thử. Bây giờ chúng ta sẽ cần có Viaduct Untreated và Zephyrian Aerotheum. Cần có Aerotheum trước và Zephyrian thì sao? À, Aerotheum. Aerotheum thì dễ thôi. Công thức của Aerotheum không khó nha các bạn. Công thức này nó giống như công thức của thằng Pyrotheum vậy đó. Còn Petroleum thì nó mới căng chút. Đây là Petrotheum. Cần có cái Basarot này. Nhưng mà chúng ta có thể làm được Aerotheum. Và trước khi chúng ta làm Aerotheum thì cần có Blitz Powder. Đúng không? Còn lại coi Aerotheum đây. Đây là Blitz Powder. Cần có Blitz Rod. Pulverizer được 4. Blitz Rod 48 cái. Buổi tối đi săn là có. Có gì khó đâu. Và chỗ này bỏ đi. 1 được 4. Bỏ vô trong xác mill được không? Thử coi. Không bỏ được, bắt buộc phải là pulverizer. Tôi chỉ có một cái pulverizer bên dưới này thôi. Chơi luôn, lấy xuống. Chúng ta được niter. Và ta cất nó lên trên. Bây giờ aerotheum đó chúng ta cần phải kiểm tra bao nhiêu đó thì nó được bao nhiêu. Khi bỏ vô trong này 250 là một cái, 4 cái được 1000. Và cái thằng viaduct nó cần bao nhiêu? 100 à, rẻ rề luôn. Chơi luôn. Không cần vô trọng nữa đâu. Chúng ta sẽ làm Pyrotheum. Ấy lộn, Aerotheum chứ. Aerotheum đây. Công thức của nó đây. Và để vô đây. Pen 8 cái. Xong. Magma Crucible. Bỏ trọng. Nó sẽ Magma Crucible. Chính xác rồi. Và lấy cái Snowball ra. Giật mình. Tưởng chuyện gì chứ.
Zephyrian Aerotheum. Tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cần có Viaduct. Công thức của Viaduct đâu? Công thức này nè. Và nó cần cái gì đó? Bronze. Bronze. Châm ron đi, phiền quá. Làm mỗi lần chút thấy ghét. Và đang chế tạo bronze. Có bronze rồi đó. Có rồi, 1, 2, 3, 4. Chúng ta được 4 cái luôn. Bây giờ bỏ vô trong này. Viaduct. Cái này nếu bạn nào thích chơi tuột ống á, thì rất là thú vị. Mình sẽ đặt cái viaduct ở đầu. Đây là linking. Rồi chúng ta kéo ra. Ta kéo ra, khoan, nó kéo tới cái gì rồi? Long range linking. Và đây là long range, đây là linking. Chúng ta bấm phải chuột đi, để cho nó mất cái phần kia đi. Nè, giờ nó đã kết nối rồi nè. Hồi nãy nó không kết nối là không được. Chỗ này đã kết nối. Ok. Bây giờ bạn sẽ cần phải đặt cái viaduct ở đây. Bây giờ bạn sẽ lấy cái range, gõ vô đây. Hoặc là gõ vô trong này. Gõ vô cái hướng bạn muốn nó đi ra. Hướng này. Mở lên, anh em, bấm vô. Và từ từ, dịch chuyển. Đã chưa? Trò chơi, chúng ta bước vô trọng. Chờ chút xíu, nó dịch chuyển mình đi. Nếu chúng ta không sử dụng cái thằng long range này đó, thì nó sẽ chạy hơi chậm. Chúng ta hãy đi lại lần nữa. À, đây là trò chơi rất là vui. Nói chung là hả, lần này chúng ta có thể có được cái dịch chuyển mà. Nếu mà người chơi leo vô trọng thì sao ta? Nằm ngang luôn. Để mình cố gắng. Mình bấm vô cái này coi. Đó đâu rồi. Con chuột. Rồi chúng ta đang nằm ngang luôn. Và hướng mặt tới. Nếu mà chúng ta có một cái đường ống như thế này mà dịch chuyển chúng ta đi từ đây ra ngoài Dead City hay là từ đây ra ngoài Earth Village chắc còn vui dữ nữa à. Các bạn nghĩ sao? Nếu mình sử dụng đường ống này để mình đi theo hướng vậy, hài lắm á nha. Cái ống này dịch chuyển người chơi kiểu này đúng hài luôn á. Mình đang suy nghĩ coi mình có nên làm cái điều điên rồ này hay không. Và mình vừa coi lại cái video lần trước, cái video mà cái tập Earth Village á, để chúng ta đi tìm cái Earth Village thôi. Đi nào. Và Trân ơi, Trân ơi hãy lót ra đi Trân ơi. Rồi, vô trong đó là hơi xong rồi. Thiệt là cái chân này nó bị cái gì nữa rồi. Bây giờ để đăng nhập lại. Mình vừa đăng nhập lại thì đã được em zombie viếng thăm. Bây giờ chúng ta cần đi tới 1200. Hồi nãy chúng ta đi lố. Tuy là chúng ta đi cũng đúng hướng, nhưng mà lại không đúng cái tọa độ. Tọa độ của nó là 480.600. 300 mấy rồi kìa. Và áo không suy xiển gì hết trơn hết á. Đứng vô cây xương rồng cũng không suy xiển gì hết trơn. Thoải mái luôn. Đi nào. 480 và 1600. Ê, 1600. 1600 chứ phải 1002. Chúng ta sẽ tới được Earth Village. Nếu chúng ta làm một cái đường ống dài từ căn cứ ra Earth Village thì sao? Các bạn có thể nghĩ thấy là lúc đó mình chui vô ống, xong rồi chúng ta bắn từ đầu này qua tới đầu bên kia luôn. Mà chúng ta xây ở trên cao nữa, giống như hả đường sắt trên cao vậy đó. Còn dữ dội hơn nữa. Giờ để đi thử về phía trước coi sao. Chúng ta tới nhiêu rồi? Mới 300 mà. Đi tốc độ này mà mới 300 mà. 1000 mấy lần. 500 rồi kìa, 600. Chúng ta nên xê dịch qua về phía 480. Đây là 600, 509. 480 đâu? Có vẻ như gần tới rồi đó. Cảm giác là gần tới. 480 và 1002. Ây da, nó đâu? Earth Village. Sao kỳ vậy? Earth Village đâu? Đây rồi! Tưởng Earth Village đã mất rồi chứ. Earth Village. Chúng ta đã tìm lại được Earth Village. Trong đó đang trồng cây gì? Chúng ta vô coi coi. Mình không muốn quái vô trồng. Giờ xuống dưới. Đây là Date. Đó là Papaya. Còn đây là Fig
Đó là chestnut. Đây là trái dừa. Ồ, đây là cây dừa hả? Ghê vậy. Cây dừa đó hơi bị lạ nha. Mango, apricot, orange, walnut và pomegranate, nutmeg. Nói chung là cũng có nhiều. Cinnamon good hả? Còn bên này là gì? Maple. Đây là lime. Và đây là almond. Bên này là peppercorn. Thì đối với những cái món mà mình sử dụng để có thể làm được mấy cái sandwich á, trong này có cũng gần đủ thôi à, chứ chưa phải là đầy đủ. Và có mấy con này là quá tuyệt rồi. Trong này là bốn loại quái. Phải không? Không. Không phải đủ bốn loại, còn thiếu con creeper. Skeleton thôi. Hai cái skeleton. Giờ mình sẽ lưu lại tọa độ của cái Earth Village trước. Nãy giờ chúng ta thấy là hả, mấy con quái bên dưới vẫn còn đang tìm cách để hạ gục mình. Ghê thật, tụi nó thật là manh động quá đi. Cái Guardian Spawner vẫn còn hoạt động. Tuyệt vời. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã làm được một bộ áo giáp để có thể đi du hành ngoài vũ trụ rồi đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.